Dạ, xin được kính chào quý bà cô bác cô chú thì các bạn cùng đến với YouTube của em. Dạ, hôm nay em đang đứng ở trong một cái ngã ba đường. Đây là đường 2 tháng 4 và đường Lý Quốc Sư. Năm xưa ở đây là đường quốc lộ 1 Bắc và đường Miếu Bà, thưa quý vị. Hôm nay em đứng ngay góc này, em sẽ ghi hình cận cảnh lại ngôi trường Khải Minh, con đường Miếu Bà và con đường Sinh Chung. Dạ, ở đây là đường quốc lộ 1 Bắc năm xưa. Hướng đây là hướng đi về Ti Thông Tin. Còn bên tay trái của quý vị, đây là đường Miếu Bà. Và hôm nay em thực hiện video này, em sẽ gửi đến những chú và những cộng đồng của người Việt gốc Hoa hiện nay đang sinh sống và làm việc bên nước Mỹ, thưa quý vị. Mấy chú đó có một sự mong muốn là nhờ em ghi hình lại những cái cung đường, những cái nơi mà người Hoa ở nhiều năm xưa. Và hôm nay em sẽ thực hiện video này nói về ngôi trường Khải Minh năm xưa, thưa quý vị. Em sẽ cận cảnh lại nơi đây để quý vị có thể cùng quan sát được góc ngã ba đường quốc lộ 1 Bắc và đường Miếu Bà. Và trước mắt quý vị là một cái quang cảnh, một cái building đang xây dựng tại nơi đây. Thì cái building này là đang nằm trên một cái vị trí, một cái khuôn viên của ngôi trường Khải Minh năm xưa. Ngôi trường Khải Minh năm xưa thì cũng rất là khang trang, rất là rộng, với một cái kiến trúc là cũng là những cái tòa nhà 2-3 tầng bao bọc xung quanh cái lô đất này. Và ngôi trường Khải Minh này thì cũng là một ngôi trường gốc người Hoa. Và em cũng được biết là ngôi trường Khải Minh năm xưa có một cái đội bóng rổ Kiều Thanh. Và đội bóng rổ này là rất là hay và phải nói là độc cô cầu bại tại Nha Trang thời bấy giờ. Thì trường trung học Khải Minh có một cái đội bóng rổ Kiều Thanh, thì trong khoảng những năm là 1971 đến 1973. Và em có một cái tấm ảnh năm xưa giữa cái ngôi trường Khải Minh này, xin mời quý vị cùng xem qua. Em người Nha Trang, người hiền như nắng ban mai, thật thà trông rất ngây thơ, tâm hồn trong sáng dịu dàng. Em thật mộng mơ, huyền diệu như ánh trăng rơi, cuồn cuộn như gió biển khơi, ngàn như áng mây trôi. Anh tình cờ gặp em, nghe giọng nói tiếng em cười. Anh như ngỡ ngàng trên phố Nha Trang, bên hàng dừa cát trắng tiếng dương reo. Dạ, đây là đội bóng rổ Kiều Thanh trường Khải Minh, chụp cùng hội đồng trưởng và hội thể dục Kiều Thanh tại sân trường trung học Khải Minh năm 71 đến năm 73. Hàng ngồi trước từ bên trái qua, thưa quý vị, người thứ tư đó là ông Văn Xuân Quý, chủ tiệm của nhà hàng Dân Thiên. Người thứ năm đó là ông Lý Nghiệp Sanh, chủ tiệm Lý Sanh Ký, chủ tịch hội đồng trường là đổng sự trưởng. Người thứ sáu đó là ông Ngô Thanh Hà, đó là chủ tiệm Bác Ái, hội trưởng hội thể dục Kiều Thanh. Người thứ bảy đó là ông Trần Quân Hiến, chủ tiệm Đức Hưng, phó hội trưởng hội thể dục Kiều Thanh. Dạ, và đây là những gương mặt, những người đã từng là có sức ảnh hưởng rất lớn tại thành phố Nha Trang. Và trước mắt quý vị hiện nay là một quang cảnh của đường Phạm Hồng Thái. Đường Phạm Hồng Thái này trước đây em cũng đã có ghi hình rồi. Hôm nay thì đường cũng đã vừa mới được cán nhựa, nhìn cũng rất là sạch sẽ và rất là đẹp.
đường Phạm Hồng Thái này ngày xưa cũng đã từng có một cái bến xe, một cái bến xe ở đây thì cũng gọi là bến xe tạm, ở gần với lại bến xe ngựa ở trong khu vực Chợ Đầm. Và em xin phép mời quý vị xem lại một cái tấm ảnh năm xưa về bến xe Phạm Hồng Thái này. Nói về bến xe Phạm Hồng Thái thì trong thập niên 1960 đã hiện diện một cái bến xe nhỏ trước trường Khải Minh thưa quý vị, và dành cho xe lam và xe đò Renault 6 chạy để chở khách tuyến ngắn, là ví dụ như Thành, Nha Trang, Thành, hoặc là diện tích bến xe khoảng chừng có 1.000 mét vuông thôi, được trải nhựa đường bằng phẳng và giới hạn bởi đường Miếu Bà, đó là trước cổng trường Khải Minh đến đường Phạm Hồng Thái, và dãy nhà phố chợt dài khoảng chừng 30m giáp lưng với lại các cửa hiệu trên đường quốc lộ 1 Bắc năm xưa. Và các nhà phố này thì người dân hình thành các tiệm nhỏ ôm bến xe thành hình chữ L để mà bán cà phê, trà đá, ăn sáng, tạp hóa, ăn trưa, vân vân. Dạ, do cái lộ trình ngắn là Thành, Nha Trang chỉ có 10 cây số thôi nên xe có thể quay đầu nhanh, với số lượng xe đậu ở đây không nhiều. Xe nhập bến theo lộ trình như là Trần Quý Cáp đến Thông Tin, đến quốc lộ 1 Bắc, Miếu Bà và Phạm Hồng Thái. Và cũng do là quy định giờ lên tài xuất bến chặt chẽ nên xe không dồn ứ ở trong bến. Và em thì cũng tiếp tục đi trên đường Miếu Bà này, và cũng trên cung đường Miếu Bà, xin mời quý vị xem qua một tấm ảnh năm xưa ạ. Dạ, và tiếp tục thì em đang ở cung đường ngã tư giữa đường Miếu Bà và đường Sinh Trung. Đường Sinh Trung thì quý vị còn rất là nhớ, nhớ như in luôn, có một cái rạp hát gọi là rạp hát Tân Thanh thưa quý vị. Hiện nay thì các cột chỉ đường ở đây là đường Lý Quốc Sư và đường Sinh Trung. Dạ, đường Sinh Trung này thì em cũng đã có ghi hình một vài video ở đây. Tuy nhiên thì hôm nay em trở lại và em sẽ ghi hình cận cảnh và nêu rõ hơn về những chi tiết ở trên cung đường này. Và dạ, trước mắt quý vị đang nhìn thấy đó là rạp hát Tân Thanh từ năm xưa. Và rạp Tân Thanh thưa quý vị ban đầu có tên là rạp hát Bội Thạnh Sương, do ông Cò Sương lập nên vào những năm 1940, tọa lạc ở đường Sinh Trung và ngay góc đường Sinh Trung và Miếu Bà đi thẳng xuống Chợ Đầm, chuyên phục vụ hát tuồng cổ và hát bội. Bên hông rạp thì cách nhau bởi con đường Miếu Bà, sau này đổi tên thành đường Lý Quốc Sư, là một biệt thự rất là đẹp theo kiểu kín đáo. Và tiếp tục trên cung đường Sinh Trung này, em xin phép được đi hướng về phía bên ra đến cuối đường, đó là khu vực bến xe Ninh Hòa năm xưa. Dạ, và đường Sinh Trung hiện nay là một nơi tập trung buôn bán rất nhiều những mặt hàng kim khí, rồi những mặt hàng về chuyên về đồ công nghiệp thưa quý vị. Ở đây thì chuyên sửa chữa những động cơ, những máy móc và chuyên mua bán những đồ mà phục vụ cho làng chài, phục vụ cho những đồ công nghiệp, nhà máy, xưởng, vân vân. Và đường Sinh Trung này thì rất nhiều những nơi ở Nha Trang đổ về đây để có thể mua được những một cái linh kiện hoặc là một cái phụ tùng nào đó để mà thay thế được, chỉ có đến đường Sinh Trung thôi thưa quý vị.
Bên đây là một dãy nhà số từ 49 đến số 57, 59 thưa quý vị. Em có nhớ là trước đây cũng có một vị khán giả cũng có yêu cầu, có sự mong muốn là nhờ em ghi hình ở những cái căn nhà trên đường Sinh Chung này. Và hôm nay nhân tiện đây em cũng sẽ thực hiện video gửi đến vị khán giả này. Đường Sinh Chung hiện nay những cái ngôi nhà cũng khá là đẹp, khá là khang trang. Và đâu đó thì cũng vẫn còn lại những ngôi nhà với mái ngói năm xưa. Ở đây là gần với chợ Đầm cho nên là một sự giao thương rất là lớn đang diễn ra hàng ngày, một bối cảnh sinh hoạt hàng ngày ở đây. Ở đây nhìn mấy em gà trong cái thúng chuẩn bị đưa vô chợ để mà bán. Dạ, và em xin phép là gửi đến quý vị một cái khung ảnh về một cái nơi hiện nay gọi là trung tâm giáo dục thường xuyên. Và em cũng không biết cái vị trí này năm xưa là cái nào. Nếu quý vị có thông tin nào thì hãy cho em bằng những cái bình luận bên dưới để mọi người có thể hiểu biết thêm về những cái vị trí năm xưa trên đường Sinh Chung này. Em sẽ cận cảnh lại nơi đây để quý vị có thể cùng quan sát được đường Sinh Chung. Và sắp tới là cái ngã đường, ngã ba đường giữa đường Sinh Chung và đường Nguyễn Hồng Sơn. Em thì không biết là Nguyễn Hồng Sơn này là tên đường cũ hay là tên đường mới. Thì cái cung đường này đi về hướng chợ Đầm sẽ băng ngang qua khu vực bến xe ngựa năm xưa và đi về hướng phía đường Nguyễn Công Trứ. Có một cái vị trí đó là một cái nhà lao 24 Nguyễn Công Trứ. Và em cũng sẽ tiếp tục phần 2 của nội dung này gửi đến những chú, những bác và những cộng đồng người Hoa, người Việt gốc Hoa sinh sống ở tại bên nước ngoài thưa quý vị. Thì các chú ấy cũng có mong muốn là nhờ em ghi hình lại nhà lao 24 Nguyễn Công Trứ để mà nhớ lại những cái khoảnh khắc, những cái thời gian rất là khổ cực năm xưa khi mà bị ở trong đó. Thì cái đó là một video phần 2 em xin phép được thực hiện sau. Và hiện nay thì tiếp tục trên cung đường Sinh Chung này, quý vị có thể thấy là một cái căn nhà xưa, mái ngói thì có vẻ như cũng xuống cấp rồi. Nha Trang ngày xưa là những cái căn nhà như thế này rất rất nhiều thưa quý vị. Và ở đâu đó những căn nhà này hiện nay vẫn còn đang tồn tại, mang lại một cái nét xưa xưa, một cái nét Nha Trang thơ mộng. Và tiếp tục thì em sẽ hướng về phía đình Vạn Thạnh, một ngôi đình cũng rất là lâu năm, rất là lâu đời ở đây và tọa lạc ngay phía dưới chân núi của đồi của núi Sinh Chung. Mấy cái phù điêu rồng ở đây là có thể là từ rất lâu rồi thưa quý vị. Còn đây là khu vực chánh điện, có một cái bia di tích. Ở đây thì cửa đóng rồi, em không thể đi vào bên trong được. Và những ngôi đình này thì thờ những bậc tiền hiền, rồi thờ những vị thần, rất là nói chung là một nơi rất là tâm linh để bà con có thể hướng về hàng năm. Khu vực mặt tiền thưa quý vị, em đưa máy lên cao. Và tại Nha Trang và tại tỉnh Khánh Hòa và kể cả là những tỉnh khác thưa quý vị, một năm đều có một cái buổi cúng thần linh, một cái buổi cúng đình rất là linh đình luôn. Thì hàng năm bà con đều đổ dồn về đây cùng quyên góp, có nhiều người có ít thì góp ít, người có nhiều thì góp nhiều, để mà tạo ra được một buổi lễ cúng đình để mà tươm tất, để mà giúp cho bà con có thể là được ăn nên làm ra, được dồi dào sức khỏe,
đó là một cái nét văn hóa rất hay và vẫn còn tồn tại đến hiện nay. Còn bên đây cũng là một căn nhà xưa. Dạ, và chỉ còn mấy bước chân nữa thôi, chúng ta có thể đến với khu vực bến xe Ninh Hòa năm xưa. Bây giờ là một cái nơi công viên cũng khá là đẹp mắt, cũng khang trang, sạch sẽ. Dạ, và đây là công viên ở đường 2 tháng 4, quốc lộ 1 Bắc năm xưa. Khu vực này năm xưa ở đây là một cái bến xe. Để em đi ghi hình một vòng trước khu vực công viên này, sau đó sẽ gửi đến quý vị xem lại những cái tấm ảnh năm xưa về bến xe Ninh Hòa. Chiếc xe 17 chỗ, 16 chỗ vừa rồi là một chiếc xe mới chạy ngang qua thưa quý vị. Và những chiếc xe này thì vẫn đón khách ở trạm này và những trạm xe buýt dọc đường quốc lộ 1, và bắt đầu từ Ti Thông Tin trở về phía đi về hướng bắc của tỉnh Khánh Hòa thì vẫn đón những khách dừng chân đón xe tại khu vực bến xe này năm xưa. Và quý vị có biết cái chỗ mà Văn Lương không ạ? Chỗ Văn Lương ngay góc chỗ Tân Quang, đường Quang Trung thì chỗ đó vẫn có một cái trạm xe buýt và những chiếc xe đò như thế này vẫn đón khách nơi đó để mà đưa khách về với khu vực Ninh Hòa, Vạn Giả, Vạn Ninh. Dạ, và đến đây thì cũng đã một vòng đường Sinh Chung ở đây. Em cũng xin kết thúc video này, gửi đến những chú, những bác, những quý vị và những cộng đồng người Hoa. Đến đây em xin kết thúc video. Cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị ở những video sau. Chào tạm biệt. Trân trọng.